chồng này không biết là cái quả gì về đây. Thế là bảo là anh Thanh bảo quả quýt đấy, quả gì, quýt bé bảo, xem mà ngon thì mua một cân. Đang mua về đó. Ăn cho đỡ háo. Đỡ háo nước. Ngày xưa là sâu và lạt đấy. Ngày trước là sâu và lạt thành sâu sâu ấy. Cái này không sâu rồi. Ngày xưa một cái bóng này. Cái này không sâu đâu. Quay thì làm tốt được tiền lắm ấy nhờ. Quay TikTok. Đấy, chị này thích nhá. Này, như này được bao nhiêu? Này, 10.000 một cân. Có 10.000 mà. Cần 2, cần 3. Đừng cứ quay cái mặt cân vào bên mình ấy. Vâng, ngang làm quả. Không. Và chi cho chị. Và chi và cho. Và cho quả mấy thứ. Chua à? Chua chua à? Mà không lấy gì. Quá rồi. Không thích. Cho cả. Ngọt quá không thích à?
phải. Thank you.
Ah.